Thưa quý vị, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS AG vừa tuyên bố sẽ chi 9 tỷ đô la trong vòng 5 năm để đầu tư vào bất động sản tại Úc và chi 8 tỷ đô la đầu tư vào ngành bán lẻ và bất động sản công nghiệp tại Nhật, cùng nhiều thương vụ giá trị lớn khác. Trong thương vụ tại Úc, UBS sẽ bắt tay với hãng xây dựng lớn nhất của Úc là Grocontay, vượt mặt các hàng đối thủ trong xu thế đầu tư toàn cầu đổ vào bất động sản Úc đang tăng. Tính tới cuối tháng 11 thì giá nhà đã tăng 8,3%, nhu cầu đầu tư vào bất động sản Úc đang tăng nhanh nhờ vào lãi suất trái phiếu tăng, giá nhà tại thành phố lớn nhất nước Úc lây lên mức cao kỷ lục qua mỗi tháng. UBS cho biết thương vụ này nằm trong chiến lược đẩy mạnh đầu tư vào khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó Úc là thị trường thu hút nhất. Theo CBRE, sau Nhật Bản và Trung Quốc thì Úc là thị trường hấp dẫn đầu tư nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương trong quý 2 năm 2013. Mặt khác, UBS cũng sẽ đầu tư 8 tỷ đô la Mỹ vào bán lẻ và bất động sản công nghiệp ở Nhật Bản thông qua đối tác Mitsubishi Corp. Còn ở Trung Quốc thì ngân hàng này có một thương vụ với Gemdale Corp trong một quỹ phát triển dân sinh tại Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia cho rằng UBS đang đón đầu những chính sách kinh tế của các nước châu Á và đây cũng là xu thế mà các tập đoàn lớn sẽ quan tâm trong năm sau.